Con mời bố mẹ ăn cơm. Con xin. Ăn nhiều vào cho mau lớn. Bố mẹ là quan tâm con nhiều lắm đấy nhá. Đừng bao giờ quên công ơn. Thôi mình nói làm cái gì? Bố mẹ nào chẳng quan tâm con mà cứ phải nói ra. Ăn đi. Bố ơi, sao bà lại ăn riêng? Sao không ăn chung với nhà mình? Bà con thích như vậy thì kệ bà. Ăn gì thì ăn, làm gì thì làm. Không cần quan tâm. Vừa nãy bố có bảo là bố mẹ nào chẳng quan tâm con. Thế con không cần quan tâm bố mẹ à? Bà ơi, sao bà ăn cơm không thế? Bà già rồi, ăn qua loa thôi, có tí rau đây là được rồi. Bà ơi, cháu phần cho bà miếng giò, bà ăn đi. Thôi, con mang đi đi, không bố mẹ con nhìn thấy lại mắng cho. Này, Sao lại thế hả bà? vì bà vô phúc con ơi. Chả mấy khi anh em mình gặp nhau, hôm nay là phải xóa cánh cò bay. Bác mời em nhé. Hôm nay tôi mời không phải ngồi cứ ăn uống bét nhè. Này chủ quán, cho bát thịt chó kho tương, gan rời 2 đĩa, cá mương 1 nồi. Ngoài ra cho thêm khúc dồi, lá mơ cả thúng để chúng tôi ngồi đà đưa. Gớm, bác sò hôm nay hoành tráng thế. Tôi lúc nào đối với bạn bè chẳng vậy mà. Làm nhanh lên. Bà ơi, đến bữa bà cho cháu ngồi ăn với bà được không? Con cứ ngồi ăn với bố mẹ con đi. Ăn với bà làm gì có thịt có cá mà ăn. Thế bà ngồi ăn một mình không buồn à? Buồn mãi cũng thành quen. Bà sắp xuống lỗ rồi. Buồn vui có quan trọng gì nữa đâu. Chào cụ. Cụ đã chuẩn bị nấu cơm tối rồi đấy à? Vâng, tôi đặt nồi cơm ăn sớm rồi đi nằm. Con chào bà, con chào bác Hầu, con vào học đây. Thằng bé ngoan quá, nhìn cái mặt búng ra bia. Nghe nói là cụ ăn riêng, sao không ăn chung với cô chú hến sò cho vui? Nằm trong chăn mới biết chăn có giận chú à. Thôi cứ sầu riêng cho thoải mái. Chung đụng mệt mỏi lắm. Này mẹ ơi, tự mẹ muốn ăn riêng chứ không phải vợ chồng con bắt mẹ phải ăn riêng. Thế nào là chung đụng mệt mỏi lắm? Ai làm gì mẹ? Tôi có dám nói là vợ chồng cô làm gì tôi đâu. Ý của tôi là không dám làm phiền. Ăn nói giữ mồm giữ miệng, không đến lúc người ngoài lại tưởng vợ chồng nhà này đối xử tệ bạc. Con dâu mà ăn nói với mẹ chồng cứ xa xá. Nó chưa chửi cho là may lắm rồi chú à. Bác xó ơi, thấy bảo là mẹ bác ở chung nhà nhưng lại ăn riêng à? Đúng rồi. Cụ có tuổi rồi, chắc là chẳng ăn uống được bao nhiêu. Sao vợ chồng bác không gọi lên ăn chung?
Kệ, ăn gì thì ăn nhỉ. Đúng là cái loại dở hơi, đãi bạn đãi bè thì đường, mẹ lại kệ. Bà ơi, con ngồi đây ăn cùng với bà cho vui. Con thích thì cứ ngồi. Bà cho ăn canh à? Không phải canh, là nước mắt chan cơm. Bà đẻ bố con ra, nuôi nấng ăn học thành người. Tuổi già bà phải lủi thủi thế này, nghĩ mà cay đắng quá. Mai kia lớn con sẽ lấy vợ. Lấy vợ là đúng rồi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Thế lấy vợ xong, con sẽ làm gì nào? Con sẽ cho bố mẹ ăn cơm ở dưới bếp. Trời ơi! Sao lại thế? Thì con làm giống bố mẹ mà.